làm gì nữa hả? Có mình ơn con hả? Có mình ơn con nè. Mà tại sao mà con ăn uống con không ăn? Rồi con quên nè. Rồi con bức con để con che đậy đồ ăn là sao hả? Biểu ơi, nằm xuống nè, nằm xuống kệ lên. Kỳ cục như nó hả? Lần nào đem đồ ăn về cũng giấu chân vậy cơ nè. Trời đất ơi. Cơ nè. Là cả nhà xem nè. Đó. Đó, giấu một nồi nè. Mà tại sao có mình ơn con mà con giấu? Mà bỏ vô trong này rồi đợi thức ăn cho con đàng hoàng ngày nấu nóng luôn kìa. Rồi con đi giấu vậy hả? Nắm. Biểu ơi. Tao mỗi lần lấy đưa đây. Xuống đây. Mơ mốt còn giấu đồ ăn nữa không? Hả? Có mày ơn con hả? Có ai nữa đâu? Mà lần nào cũng giấu cho một đống đồ ăn vậy nè. Rồi để là ngày mơ nó hư. Sao kỳ vậy lắm? Có mình ơn hả? Quay mặt hướng này nè. Quay qua đây nè. Tại sao nó không nghe? Có mình ơn con hả? Mà sao mà con kỳ vậy? Rồi đi nuôi bỏ nè. Cái giấu nè. Ngồi một đống vô đây là gầy giấu đồ ăn vậy đó. Kỳ cục vậy. Còn lì không? Mai mốt là không có giấu đồ ăn vậy nữa nghe chưa? Có mình ôm hà. Phải hai ba người sao mà đi giấu đồ ăn. Cái này cả nhà. Dở ra là một đống nè. Gùi còn hơ vô luôn. Mà mười là mà tại sao mà có mình ôm mà đi giấu đồ ăn? Hả? Nắng trốn gì? Đừng có lụi vô đây. Né. Tại sao kỳ vậy? Hả nó? Nè, tại sao mà giấu đồ ăn pudding vô đây hả nè? Có mình ơn con hay là mà mấy đứa mà ham ăn, mà giấu như vậy nè. Thì ăn mà tại sao mà gói mà giấu như vậy? Mời mốt mà giấu đút là gì là cũng còn nha. Có mình ơn hả? Cái này giấu nè, cuộn lại vậy nè. Nó cuộn lại vậy nè, cái nhà nó cuộn lại vậy nè. Đó, bây giờ lòi ra nè. Đó, vậy đó. Mà chuyên gia là giấu đồ ăn. Có mình ơn hả? Thì ăn đi, đi một mình ơn là mình ăn đi. Mời mốt nha. Mà giấu mà để một đống vậy nè nha. Là tôi đã đánh cái mỏ này nha. Biết không? Nghe chưa? Biết rồi lì dễ sợ gì đó. Quy ra chị đi, đừng có lại tôi. Đi ra đi. Đừng có mang lại. Mời mốt là vẫn đòn nha. 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 Cái gì mà mơ mốt là thấy đồ ăn là cho con là con phải ăn hay chưa? Nè, con bỏ một đống vậy nè, rồi ai ăn? Cà đem đổ nè. Không hay là đem đổ thôi. Bởi vì nó, ủa sao mà mới đổ ra một đống mà nấu nó hỏi. Đổ ra một đống mà sao ăn mà mau dữ. Trời, nhìn lại. Trời đất ơi. Hổm trời giấu đợt này là 4-5 đợt rồi nha. 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 Mơ mốt là bỏ cái vụ giấu đồ ăn nha, bỏ cái miệng này nè, cái miệng này giấu đồ ăn nè. Mơ mốt mà nằm xuống, nằm đàng hoàng cho tôi coi, nằm xuống đây nè, nghe chưa? Nằm xuống đây nè. Mơ mốt mà là ở trong này họ không có bước ra phía ngoài đó nghe chưa? Con mà bước qua là người ta bắt con đó. Con của tỏi mà trên mạng đó cả nhà nổi tiếng trên TikTok đó là nó bị bắt rồi đó. Nó cũng giống như nấm vậy nè. Mơ mốt là không có giấu đồ ăn biết không? Nó con không có giấu đồ ăn nha. Nha. Nó nghe lời biết không? Đất ơi đất, cái giấu như vậy nè rồi sao ăn hả? Phải không hay là buộn lại hư rồi. Tôi nấu nó không hỏi vậy đó. Tính đâu là ăn mà hết giật hồi đâu là giấu mà buộn lại giấu vậy đó. Phát hiện là đợt này là mấy đợt rồi. Mơ mốt là bỏ hay chưa? Phải không?
quay qua đây nè, quay qua đây nè, nói là quay hướng khác đứng đúng lãng không hả? Mơ mốt mà không có lì nha, biết không? Nghe không? Nhìn tôi nè, nhìn lên nè, mơ mốt là không có lì. Vậy là con phải nghe, biết không? Không có giấu đồ ăn như vậy, con giấu như vậy là đồ hư nè đó, không hay là hư rồi, nó gầy cuộn lại dơ rồi sao ăn? Đồ ta bỏ thằng chồng đó đàng hoàng cho ăn thì cuộn lại giấu như vậy đó đó cả nhà. Đó giấu kín mít lại đó, mà có mình ơn hà yên mong giấu đó, đó thấy chưa? Cả nhà thấy không? Đó nó đang ủi đặng nó giấu đồ ăn lại đó, đó. Đó giấu đồ ăn, giấu đồ ăn làm chi hả? Hả nó? Hả? Con là con không có lì biết không? Không có đâu giấu đồ ăn nữa. Nhìn lên tôi nè, nói nghe không? Tại sao mà giấu đồ ăn? Con có mình anh con thì con ăn đi chứ con giấu gì? Phải có hai ba đứa đâu mà giấu để dành ăn. Có mình anh mình thì mình ăn đi. Nói mà nghe không? Mơ mới không giấu đồ ăn nữa phải không? Biết không? Nó ngoan nó ngủ đây giấu đồ ăn nè. Rồi con nấu giấu vậy rồi rồi làm sao mà ăn? Tội nghiệp nó cả nhà. Chiêu mòn giấu đồ ăn. Đó cái nào giấu như vậy nè rồi sao ăn? Trốn nè, trốn nè, cái gì nhìn đây nè, nói con nghe không? Mơ mốt con không có cho có giấu đồ ăn phải không? Phải không? Có mình ăn con thì con ăn đi thì con giấu làm chi, biết không? Đâu có bỏ đói con đâu mà con giấu để dành đồ ăn, nói nghe không? Nhìn lên nè, nhìn lên đây nè, nhìn nè, tôi nói chuyện nè, nhìn tôi nè, nắm nghe không? Nhìn lên nè, nói chuyện con nghe không? Mà con nhìn xuống không vậy? Nói là mơ mốt con không có cất đồ ăn nữa, thấy không? Cũng ngoan nha, cả nhà chuyên môn là giấu đồ ăn, bởi vì thấy tội nghiệp ha, chuyên môn đó, giấu cuộn đồ ăn lại vậy đó, giấu vậy nè, cái nồi 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 là làm sao nó làm hay đó, phải giấu thôi là nó giấu mất tiêu đồ ăn đó. Rồi mất là không có nghe. Rồi còn ở nhà của mình ở lại trong nhà biết lắm cả nhà. Mình nuôi nó là cái mình thương á. Mà mặt tiểu thấy em là biết kêu nha, không bao giờ tiểu tiện trong nhà, biết kêu. Thức là đúng giờ nha, 4 giờ rưỡi, 5 giờ là thức dậy. Còn nhiều khi nửa đêm mà mặt tiểu là 3 giờ là kêu. Rồi đồ ăn á thì đem giấu chuyên gia vậy đó. Kêu mong là giấu đồ ăn đau nha, đau nha, khôn lắm mà chiên môn là giấu đồ ăn à, đồ ăn nè người ta nấu sẵn vậy nè không ăn rồi bây giờ là giấu đồ ăn gì đó. Thôi rồi chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả nhà, khoe ăn coi nấm nè nó giỏi lắm cả nhà. Bây giờ cái nhà mình á nuôi chó là phải kỹ nha, để không là bị bọn mà nó bắt chó đó. Thì còn củ tỏi mà cả nhà thấy trên TikTok nổi tiếng đó ha, là bữa nay bị bắt rồi đó, là cô chủ nhỏ cô khóc quá trời luôn á cả nhà. Cái gì vậy nắm lì hay gì? Im đây, nói con nghe không? Lì hay gì? Cây nha, cây nha, nằm đằng xuống này nè, lì đòn không vậy? Hở hở ra là cà là cắn nè, im lên im cái miệng nha. Rồi mới bóp đồ năm này nè, không có mà phà mà giấu mà nữa. Coi ông Nguyễn hay cho ông Nguyễn khoe với cả nhà ăn chút rồi cho nè, má đồ ăn là lúc nào nó cũng giấu như vậy nè đó, đồ ăn á mà giấu rồi cả nhà, giấu vậy nè, hâm nóng cho nó.